bạn nói chuyện mưa nên nó tối chứ sao bạn. Dễ dạ. Thôi mình đi vô mình ngồi mình đợi con mình lên nước đây. Ủa mà nãy giờ ông có gọi cho nó chưa? Để tôi lấy điện thoại ra tôi gọi cho nó nè. Qua trời của điện thoại nổi quá đi. Sao tôi gọi nó không được vậy bà? Đâu tôi mượn coi coi. Trời ơi hết pin rồi. Bây giờ làm sao? Nó kêu tôi với ông bận hai cái áo nổi vậy mà nó không tìm thấy nữa. Thôi bây giờ mình vô cái siêu thị đó mình sẽ quên đi. Rồi siêu thị nó te mát hả bà? Đúng rồi. Đi nào ông ơi. Rồi. Mình mơ các bạn ơi thần linh ơi giấc mơ thật là thú vị.